Ôi lực lực Tôn Minh, ôi lực lực Tôn Minh, phải tao ơi. Bóng lưỡng luôn. Trời ơi cứ. បាទតាមបងធម្មទីវិសុំគ្រប់បងប្អូននៅលើបណ្ដាសង្គមយូធូបហ្វេសប៊ុកបាទថ្ងៃថ្មីសុខសប្បាយមកដល់ហើយបាទថ្ងៃនេះបងធម្មបានមករត់ប្រេកអំពូបាទវត្តប្រេកអំពូស្ថិតនៅភូមិឋានអធិអាងស្រុកកោចចង្ដែខេត្តសុកចង្ដែនេះមិញបងធម្មទីវិមកបញ្ចាំងជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តថែមក្នុងកោចក្នុងបងធម្មទីវិនេះជាទូកងវត្តប្រេកអំពូដែលបានចាប់ដើមបោះជាងឲ្យបងធម្មបញ្ជូនបងប្អូនយើងចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើលទូកងវត្តចែង
ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗពីអង្គធម្មទីវីផងបាទសូមអរគុណ Vâng, trước mặt tất cả các bạn, đó là chiếc ghe ngồi chùa Bích Âm Phu thuộc xã Thạch Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng nha cả nhà. Hiện tại là quán tả và phần sau này cũng đã xong hết rồi. Bữa nay thì Bún Thơm cũng đến gặp nghệ nhân đang chuẩn bị lên tiếp phần quán tả ở phía trước đó. Hiện tại thì cũng đã xong hết rồi cả nhà ha. Bà Tâm Phòng Thông TV Show và group bằng ôn nội lực là sân cung YouTube ngày sớm ấy sau phần xem còn mấy lâu các bạn đã tồn tại đại ao nào không gọi các bạn thôi á xa tay và bọn ôn năng mới chụp được kênh phòng thông TV mình làm bốn chui chạy chui lại chui subscribe rồi em phòng thông TV mỗi phòng làm bài tôi làm bài video thứ mấy lâu trang buông tay lên tìm tòi thêm nó đã tồn tại hàng mốc hiện tại cũng đã xong hết rồi cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó. Thì Bún Thơm mà cũng cố gắng chia sẻ cho tất cả các bạn mình yêu mến ghe ngô cùng xem. Quá đẹp luôn nha. Đây là xong hết rồi nè. Nhà mình xem dáng này, rất là đẹp luôn ha. Nhà mình xem cái sơ dáng nè. Ông bố nên mở tờ xây tu dạo á. Đi bánh chu hơi sạch. Nên đâu hàng xài nó không khỏi đây và bọn ôn năm anh là chọn lời kênh phòng thông TV nó chui check chui like chui subscribe mày từ tua là video mày mày phòng thông đang tham check để cứu đồng bộ như tes là nè thuộc ngô ở tập đẹp pu thật nấu thành thầy an sọc cái chân đầy khát sọc chân thuộc ngô nó các bạn rất có thom bay rồi sầm bay rồi cao sập lên bạn chàng ngô là bảy nó nồng khen thuộc ngô anh dụ quá. Đó, chiếc ghe này cũng được sở tài trợ nha, cũng thường cũng có quay mấy video trước cho mình xem. Chiếc ghe này là nghệ nhân danh vũ đóng nha cả nhà, cũng là nghệ nhân danh nổi tiếng của Sóc Trăng cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại đang làm ở phần đầu, cũng đang chuẩn bị lên quán tay áo tiếp thì một nhà mình bữa nay thì bọn đó đến xem cũng rất là đông, ngày nay bọn ôn mò tu sna có hình trận những cái ôn như thế sna đó nè. Quá đẹp nhà ấy luôn, quá chuẩn luôn, nhìn thọt rất là đẹp luôn. Không, đẹp luôn. Này là sau nghệ cả nhà, sau nghệ rất là đẹp, cái đà cực kỳ lớn, kia cái đà hàng lớn nó cực kỳ snake là học cái đà tương tại cực kỳ snake trên cái vòng quanh cái sân ngọc nha. Nghe nó chắc hơi nổi anh ấy, nghe xíu lắm hơi ấy.
nó đang lên con lên hay hay nói à. Đấy, đập cắt. Sơn này hay. Mình tao ngồi cái máy đi anh. Ở đây làm cho xong luôn rồi cả nhà mới tiếp tục qua bên lỗ mới. Làm xong rồi lên mọi người mới bắt và lật rồi. Lỗ bung vô khăn hạt hàng mục. Chắc xem một lần là giờ đang tề cái mặt trên đó cả nhà. Tề lấy cho đều. Tính đó. Tao tám đó. Ừ. Hôm nay tao mộng hả? Đấy, cho cảm nhận đi ba tao hưởng anh không? Lô tám mình bận ngay sao? Cái bà nó vàng thật luôn ha. Sao mập lông nữa làm sao? Nhắc bỏ. Nhắc lên nữa. Để làm gì cho nó nhắc vô. Ừ. Sao cái chi bộ hút tết. Cái bả cưa nó dằn thật luôn nè. Cái thật như nè. Nhưng mà sao nghệ thì. Hai mấy luôn cả nhà không? Gấp gúc, gấp gúc. Dìm xin nói rồi ha. Ôi lực lực tao mến, ôi lực lực tao mến, phải tao ơi. Bóng lưỡng luôn trời ơi cô qua ngày bốn thơm anh TV xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì do điện sự cố bị cúp ở cái nhà thì bốn thơm cũng xin tạm dừng video quan đây, do đường xa thì bốn thơm cũng tranh thủ về sớm để làm video chia sẻ đến các bạn, thì cả nhà mình xem nhớ đăng ký ủng hộ để theo dõi tiếp. Chân em bằng thầm TV xôn bạc cái video tầm này xanh đời xa cái xanh đi phần lớn và bạn ạc ổn chân em bằng thầm xôn bạc video tầm này có xôn chung bôi bằng bôn nhớ tết xanh à ngày thầm mây sọc xe đây mà còn thầm mây đừng ngọt cái này bà ta xôn mà ổn.